Dạ em kính chào anh chị ạ. Thì hôm nay công ty Deconao xin giới thiệu với anh chị những cái mẫu tranh đèn thờ bên em. Thì đây là cái mẫu tranh tròn hào quang 30 cm bên em. Thì như anh chị có thể thấy bên em sẽ in trực tiếp trên chất liệu là mica Đài Loan. Thì khi mà in thì bên em sẽ in bằng mực in UV. Thì mực in UV cơ bản nó cũng đã khác so với cái mực in thường rồi. Mực in UV về cơ bản thì cái giá thành của nó cũng đắt hơn này. Và khi mà mình in trực tiếp lên á thì cái độ bền màu cũng giống như là cái độ chân thực hoặc là sáng màu nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với mực in thường. Và quan trọng hơn hết á, là nó sẽ không sản sinh những cái hóa chất độc hại gây có hại cho người tiêu dùng. Thì hệ thống đèn bên trong bên em sẽ làm bằng LED siêu tiết kiệm điện năng hơn 80% so với những cái đèn LED thông thường ngoài hiện trường. Khi mà lên tổng thể bức tranh thì nhìn rất là sáng đẹp, cộng hưởng với lại các chất liệu mặt in chén ngưu pha lê bên em thì cực kỳ là sang trọng luôn. Thì độ dày của khung bên em chỉ khoảng là 3 cm tùy cho kích thước thôi anh chị ha. Thì phần khung sẽ được làm bằng khung BE vân gỗ rất là sang, sáng và phù hợp với tất cả các bàn thờ của gia đình Việt mình luôn. Tất cả những sản phẩm bên em đều được bảo hành 2 năm, đi kèm là thẻ bảo hành và tem bảo hành trên từng sản phẩm để đảm bảo quyền lợi mua hàng cho anh chị mình luôn. Công ty bên em đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, bên em không phóng đại sai sự thật hoặc là gian dối như những bên bán hàng khác. Anh chị mua hàng vui lòng liên hệ 032 888 9398, bên em sẽ hỗ trợ mình 24/7 tất cả các mặt hàng và tất cả những cái ngày trong tuần bao gồm ngày lễ. Bên em nhận đặt hàng theo kích thước theo yêu cầu và mẫu mã theo yêu cầu. Anh chị cứ mạnh dạn liên hệ, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ mình ngay ạ. Em xin cảm ơn và chào anh chị ạ.